Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 tháng 6 âm lịch năm 2022, bỗng dưng trúng quả, được thần tài ban lộc giàu có nhất vùng. Vâng, xin được mến chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Và nhiều người thì họ đã phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện, tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu. Vâng ạ, nhưng mà những gia chủ tuổi Bính Ngọ yên tâm, bởi vì đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ nhất định trong tháng 6 âm lịch này thì thế nào bạn cũng trả hết sạch nợ nần và chúng ta không còn phải đau đầu vì tiền giống như là trước kia nữa. Nợ bao nhiêu cũng trả sạch và đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 6 âm lịch này. Thưa quý vị, tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch này được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng là nợ nần bao nhiêu cũng có thể trả hết, đổi vận giao sang nhờ có phúc vận đầy bất ngờ. Và trước khi tìm hiểu nội dung chi tiết thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo nhé. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung mà quý vị đang mong chờ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh thiên hà thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình, phóng khoáng, cũng có đầu óc thẩm mỹ tốt và có thể là người dẫn đầu xu hướng, tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây chính là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra sự bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, theo phong thủy lộc tài, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của người khác, chớ nên nghe một mình, một ý để dễ trở thành người cô độc. Vận trình của những người tuổi Ngọ sinh năm 1966 phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề, công việc cũng không được thuận lợi như ý. Vì vậy, làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời số 7 của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn và nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ dàng gặp phải biến chứng. Vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách xử lý hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 này vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 6 âm lịch của gia chủ không được sáng rõ. Con giáp này dù cố gắng hết sức nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này cũng có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không hợp để phối hợp làm việc cho tốt được, hiệu quả công việc sẽ bị giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn. Đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có như vậy mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 6 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Bính Ngọ không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này một số người Bính Ngọ cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân mình lại còn mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nguồn cơ hội để mở rộng cho các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo và gặp phải tai họa bất ngờ. Các quý vị gia chủ Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, chuyện tình cảm không có nhiều biến động, nhưng nữ mệnh sẽ vượng đào hoa hơn nam mệnh một chút. Nữ mệnh có thể quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà một cách hợp lý, đâu ra đấy, nên luôn nhận được sự tình yêu, tin yêu từ phía gia đình, người thân. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ con cái gắn kết tạo ra động lực tinh thần rất lớn để con giáp này thêm yêu đời và thoải mái tâm lý. Tuy nhiên vào giữa tháng cao điểm công việc, guồng quay bận rộn có thể khiến cho bạn có phần thờ ơ và thiếu quan tâm đến nửa kia, khiến tình cảm của đôi bên nguội lạnh. Do đó, bạn cũng nên tìm cách cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như duy trì hạnh phúc. Nếu là người độc thân, chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng xung quanh hoặc được người giới thiệu thì mới tăng cơ hội tìm được người ưng ý. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Bính Ngọ có đạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin, số điện thoại, ngày tháng năm sinh tại phần bình luận của video. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ 1966. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh.